Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với channel YouTube của Nguyễn Công PC. Từ trước cho tới nay chúng ta đều đã biết từ Nguyễn Công là một trong những đơn vị chuyên cung cấp những bộ PC dành cho server workstation hàng đầu Việt Nam. Nhưng mà ở bên cạnh đó chúng mình còn có rất là nhiều những dàn PC để có thể phục vụ với nhu cầu là gaming. Điển hình trong số đó là một bộ PC đang có bên cạnh mình đây. Và với số thứ hai của series Tết này mua gì, mình sẽ giới thiệu đến cho anh em bộ PC này với mức giá của nó chỉ chưa tới 10 triệu đồng mà thôi. Và cùng xem ở thời điểm đầu năm nay khi mà chúng ta build PC với ngân sách là 10 triệu đồng thì chúng ta có được những gì nhá. Thành phần linh kiện đầu tiên có mặt ở trên dàn PC này đó chính là vi xử lý Intel Core i3-9100F. Có thể nói như ở trên thế hệ thứ 9 này thì i3 nó đã có một cái bước nhảy vọt rất là lớn mà thế hệ thứ 8 đối với trước không có được, đó chính là cái khả năng zoom boost. Nó không chỉ mang tới cho chúng ta cái hiệu năng chơi game mà vi xử lý này ở thời điểm tại thì mức giá của nó cũng rất là hấp dẫn, chỉ có khoảng hơn 2 triệu đồng mà thôi. Chúng ta đã có được một vi xử lý với 4 nhân và 4 luồng, xung nhịp backlog ở mức 3.6 và boost lên được 4.2GHz, và nó được đánh giá là một trong những vi xử lý có hiệu năng ở trên giá tiền tốt nhất ngay trong thời điểm hiện tại. Để tối ưu nhất về mặt ngân sách cũng như đảm bảo được hiệu năng thì board mạch chủ MSI H310 Pro VL sẽ là cái tên sáng giá nhất so với phần còn lại của những chiếc mainboard đang được bán ở trên thị trường hiện nay. Điểm đáng chú ý nhất của dàn PC này đó chính là việc nó được trang bị chiếc card đồ họa Radeon RX 570 phiên bản 8GB ROG Switch. Ngoài thiết kế đẹp, hiệu năng làm mát tốt bởi vì đây là dòng sản phẩm cao cấp đến từ Asus, thì chiếc card đồ họa này còn là một trong những dòng sản phẩm được bán rất là chạy ở trong năm 2019. Chính vì vậy mà về mặt hiệu năng của Radeon RX 570 chắc là mình cũng không cần phải đề cập lại làm gì nhiều nữa, bởi vì anh em xem video này thì mình nghĩ là chúng ta đều đã biết hết rồi. Còn những ai chưa biết thì lát nữa trong phần trải nghiệm hiệu năng thì mình sẽ chỉ rõ ra cho anh em được về mặt hiệu năng của chiếc Radeon RX 570 này. Để có thể đáp ứng tốt nhu cầu chơi game và lưu trữ dữ liệu thì combo RAM 8GB và SSD 240GB nó sẽ là một trong những sự lựa chọn vô cùng hoàn hảo dành cho những bộ PC có mức giá rẻ như thế này. Và với 8GB RAM các bạn hoàn toàn có thể chơi được những cái tựa game tương đối phổ biến ở thời điểm hiện tại. Một trong hai linh kiện cuối cùng mà mình muốn giới thiệu đến cho anh em đó chính là nguồn cũng như là vỏ cây. Đầu tiên là về phần nguồn, nó đang được trang bị ở đây là một chiếc nguồn đến thương hiệu Sigmatec với mã hiệu là X-Power 2, công suất là 550W. Mặc dù là về lượng điện năng của Radeon RX 570 và i3-9100F nó không ăn đến cái con số nhiều như thế, thế nhưng chúng mình vẫn trang bị cho anh em ở đây một cái nguồn công suất lớn để sau này khi mà anh em có điều kiện kinh tế dư giả hơn, các bạn muốn nâng cấp lên những chiếc VGA nó có hiệu năng cao hơn thì nguồn này nó vẫn có thể đáp ứng tốt cho anh em nhu cầu nâng cấp. Còn lại chúng ta có ở đây một chiếc vỏ cây Sama 3301, và thú thật với anh em là từ trước tới nay mình không có quá nhiều cảm tình với những chiếc vỏ cây đến từ thương hiệu Sama, bởi vì cái thiết kế của nó không được bắt mắt cho lắm. Nhưng sau khi được trải nghiệm ở trên chiếc 3301 này thì gần như tất cả những cái suy nghĩ ấy của mình nó đã biến mất rồi. Với 700.000 đồng chúng ta có ở đây là một cái cây nó được hoàn thiện hoàn toàn với chất liệu kim loại, và đặc biệt nhất là ở phần mặt trước thì nhà sản xuất này họ còn tặng thêm cho chúng ta ba cái fan quạt với led RGB. Ngoài việc dùng để trang trí thì với ba fan này nó còn giúp cho dàn PC của chúng ta trở nên thông thoáng hơn trong quá trình khi mà anh em sử dụng. Và bên cạnh hông của nó cũng được trang bị một cái phần kính cường lực giúp cho anh em hoàn toàn có thể sâu được tất cả những cái linh kiện ở bên trong. Với tất cả những cái linh kiện mà mình đã vừa liệt kê cho anh em, nếu như anh em mua lẻ từng linh kiện một thì mức giá của nó sẽ rơi khoảng gần 11 triệu đồng. Nhưng khi mà anh em mua dàn PC được dựng sẵn như thế này tại Nguyễn Công PC, mức giá của nó sẽ chỉ còn là 9.990.000 đồng mà thôi. Kèm thêm đó thì ngoài việc chúng ta mua với mức giá rẻ hơn, chúng ta còn được tặng thêm một chiếc tản nhiệt khí Zonbo CR1000 ở đây. Và trước khi chúng ta đi đến với phần trải nghiệm hiệu năng, một lần nữa các bạn hãy cùng mình xem qua quá trình lắp đặt cũng như là vẻ đẹp tổng thể của dàn PC này nhá. Cause once upon a time you were my everything. It's clear to see that time hasn't changed a thing. It's buried deep inside me, but I feel there's something you should know. I will never forget you. You will always be by my side. From the day that I met you, I knew that I would love you till the day I die. And I will live. Yeah.
told my boss that I'm done. Had no luck with my mom. Say, what will you do with your life? You know it's hard to survive. A cigar in my mouth. Maybe guilty but proud. Now I'm an outlaw on the run. Dangerous but it's so fun. Running, running. Và như vậy thì hôm nay mình đã giới thiệu đến cho anh em một bộ PC vô cùng ấn tượng với mức giá chỉ chưa tới 10 triệu đồng. Thế nhưng mà nó vẫn có thể chơi được rất là nhiều những cái tựa game online esports ở thời điểm hiện tại. Đặc biệt là PUBG, nó vẫn có thể cân được ở mức thiết lập và high ping và FPS của nó cũng khá là cao. Vậy thì anh em có cảm nhận như thế nào về dàn PC này? Đừng quên cho mình biết cảm nhận ngay bên dưới phần bình luận của video này nhé. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn cảm thấy video hữu ích, đừng quên ấn like, share cũng như subscribe ủng hộ Nguyễn Công PC.